Vâng, thêm một siêu phẩm nữa lên cho mình để mình thấy, để mình xem, để mình cảm nhận về cái siêu phẩm này của bên em các bác nhá. Đấy, một chiếc xe mà các bác nhìn xem với form dáng thiết kế nhìn phải nói là quá đẹp. Và chiếc xe này đấy, nó không những là đẹp về form dáng, kể cả về chất lượng, kể cả về cái độ tươi mới các bác nhá. Các bác mình không thể chê được nó luôn. Con xe quá đẹp luôn. Nhưng mà gì? Nhưng mà cái mức, cái số tiền mà các bác mình bỏ ra thì nó lại rất ít, nó lại rất thấp các bác nhá. Đấy, dòng này thì các bác biết rồi, bên em bán trong gian vừa qua nó là rất nhiều. Đấy, vâng, bởi vì nó đẹp, bởi vì nó rẻ. Đấy, giá không bằng một con Morning. Như em cũng đã nói thường xuyên là không bằng một con Morning luôn, mà mình đã có được hẳn chiếc xe rồi. Đấy các bác nhá, đây các bác nhìn đi, nội thất bên trong của nó này. Đấy, cửa sổ trời nó có cả hai cái luôn. Đấy, số tự động zích zắc các bác nhá. Đấy, điều hòa ô tô và chiếc xe này có thiết kế là hai dàn điều hòa liền các bạn. Đấy, túi khí an toàn thì rất là nhiều nơi. Có màn hình giải trí to đùng nằm ở đây. Đấy, có cả cam hành trình nằm ở trên đây các bác nhá. Đây là gương chống chói và có cả cam hành trình này. Đấy, cam hành trình nha các bác. Đấy, và rất nhiều chức năng khác, trong đó có chức năng nữa là ga tự động luôn. Đây, ga tự động mình điều chỉnh nút này, túi khí an toàn đây. Đấy, chỗ này tích hợp phím điều khiển, hệ thống âm thanh và có đề lỗ thông minh start top được nằm ở vị trí này các bác nhá. Hay chưa các bác ơi? Hiện đại không ạ? Quá hiện đại phải không ạ? Quá hiện đại luôn. Và chiếc xe của em nó là bản đủ cho nên nó sẽ có là hai cầu, cầu điện các bác nhá, chứ không phải cầu cơ đâu. Được không? Và đây có chống trơn chống trượt. Cho chiếc xe này cũng đã có sẵn rồi và trang bị là ghế điện nhá. Chứ không phải ghế cơ các bác nhá, ghế điện luôn đấy ạ. Đấy, ghế điện, công tắc điều chỉnh ghế điện đây. Và đây, tem vẫn nguyên này. Đấy, khóa cửa các bác nhìn xem, khóa cửa của xe vẫn còn rất mới luôn này. Đấy, chỗ này bẩn nhá, cái phần mép cánh cửa này hơi bẩn thôi. Các bác nhìn xem, quan trọng nhất nó ở cái chỗ này này. Quan trọng nhất là cái chỗ này, các bạn nhìn xem này, nó còn rất là sáng này. Đấy, khóa cửa nó rất là sáng luôn này, các bạn nhìn xem. Ok chưa? Và chỗ này có gương kính điều chỉnh điện nhá, có cục gương tự động và xăng mở hoàng điện đây loa. Đấy, và những cái phần tắp lên cái cửa này của xe, các bạn nhìn xem, đồ nhựa nó còn rất là mới đẹp luôn. Đấy, đồ nhựa nó còn rất là mới luôn, các bạn nhìn xem này. Ok chưa? Đấy, vị trí da này nhá, da nó là da nguyên bản theo xe, da cao cấp nguyên bản theo xe các bạn nhá. Chiếc này của em được đến từ hãng Kia và mang tên là Sorento. Con này của em đời cũng cao các bác nhá, cũng rất là cao, không phải là đời thấp đâu. 2013 cơ mà, đúng không ạ? 2013 luôn nhá. Và hiện tại em đang có là thêm 3 con màu trắng nữa, thì có một con màu trắng có khách nhận rồi. Bây giờ thì còn 2 con màu trắng và 1 con màu đen này nữa các bác nhá. Chuẩn bị về thêm con màu bạc nữa các bác ạ. Rất nhiều luôn. Dòng này thì tại vì bên em thấy là các bác mình quan tâm và mình mua nhiều dòng xe này, cho nên là đợt này bên em nhập về rất là nhiều các bác nhá. Các bác. Rồi ok nhá các bác. Các bác mình cùng đón xem và cùng cảm nhận về chất lượng xe. Xe thì không lỗi lầm. Đấy, xe thì còn rất đẹp. Và củ máy củ số xe vẫn còn zin. Nội thất ghế của xe vẫn là ghế da zin, keo chỉ của xe vẫn là keo chỉ zin các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này, ghế da đẹp chưa? Ghế da của xe còn rất là mới luôn. Đấy, ghế da của xe chưa bị nứt rách các bác nhá. Đấy, và đây các bác nhìn xem, chỗ này có cái vị trí cho mình treo đựng đồ này. Đấy. Mình treo đồ ở đây nhá, móc đây, móc treo đồ đây và có áo ghế đây. Đấy, và có cái ghế ở chỗ này là các bác nhìn thấy là có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Con này có được thiết kế là 3 vùng điều hòa liền các bác nhá. Hai dàn điều hòa chia ra làm 3 vùng các bác ạ. Chia ra làm 3 vùng luôn. Đấy, trần là trần lý và có cửa sổ trời đúng không ạ? Ở đây các bác nhìn xem, khóa cửa ở đây cũng còn rất là đẹp luôn này. Cái khóa cửa ở đây các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng này, nó là trắng luôn này, được chưa ạ? Nhá. Đấy. Và này các bác mình đi thì thực sự là yên tâm. Đấy, dòng này đi cực kỳ chắc xe luôn, rất sướng đầm các bác nhá. Rất sướng đầm và rất là chắc chắn các bác ạ. Hiện tại thì các bác mình đang xem ở cái hình thức của chiếc xe đúng không ạ? Còn những cái mà các bác mình không nhìn thấy thì bên em sẽ đảm bảo, bên em sẽ cam kết cho mình để mình yên tâm nha các bác nhá. Đấy, cứ các bác mình cứ ở xa gần, nếu mà mình thích có xe nào bên em thì kiểu gì mình cũng sẽ vào việc thôi. Chỉ cần bàn về giá các bác. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da là da theo xe các bác nhá. Da theo xe của xe nó các bác nhìn xem rất đẹp luôn. Đồ nhựa của xe cũng vậy, rất đẹp, rất tươi, rất mới luôn các bác nhìn này, đồ nhựa đó này. Đấy, đồ nhựa đẹp như này luôn. Con này thì em chưa vệ sinh sạch sẽ cho lắm nhưng một số vị trí nó hơi bẩn các bác nhá. Đấy, hơi bẩn tí thôi. Đấy, và những phần nòng vách cánh cửa ở đây các bác nhìn xem là nó chỉ hơi có hiện tượng là bẩn bẩn thôi chứ còn không có hiện tượng bị han hoen hay là mục mọt gì hết đúng không ạ? Đấy, không có hiện tượng bị xấu. Đấy. Các bác nhá, được chưa? Chiếc xe này 7 ghế ngồi đấy ạ, Sorento 7 ghế ngồi đấy ạ. Và hàng ghế phía sau được nằm ở đây các bác nhìn xem, một hàng ghế phía sau nằm ở dưới các bác nhá và được gập lại xuống rồi khi mình ngồi mình nâng lên. Được chưa? Đấy, và chiếc xe của em nó là 2013 cho nên nó sẽ có là Naranduk dạng phay 5 chỗ kép các bác nhá. Ở bên trong thì có Naranduk, có phanh đĩa, có phanh ABS, đấy, có chống chống trơn chống trượt, chống bó cứng an toàn các bác nhá. Đấy, nội thất màu đen bên ngoài của xe, tông là màu đen. Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân cho chiếc xe này các bác nhá. 7 ghế ngồi các bác nhìn xem rất to cao và rất là rộng rãi luôn. Khu vực hàng ghế phía sau các bác mình ngồi được 4 người vẫn thoải mái các bác nhá. Được chưa? Và đây là phần phía sau thì các bác thấy cho em có một số vị trí nữa, một số các chức năng nữa, đấy là có cảm biến chống va chạm là 4 mắt này và có ở đây các bác nhìn thấy là có 2 camera này, 2 camera lùi luôn này.
Đấy, gạt mưa đuôi gió rồi có thanh ra lốc, có cần ăn tem có rất đầy đủ. Đấy, đầy đủ tính năng, đầy đủ chức năng các bác nhá. Về mình không cần phải sửa sang, không phải đầu tư gì nữa các bác nhá, đi luôn thôi. Đấy, sơn xi của xe các bác nhìn xem rất sáng bóng, rất là mượt mà, nhìn rất là bắt mắt luôn, có thể soi được gương các bác nhìn rồi đúng không ạ? Và đèn đóm của xe, đèn trước đèn sau của xe các bác nhá, rất mới luôn, đèn này là đèn nguyên bản theo xe và nó còn mới thế này luôn các bác này. Đèn nguyên bản theo xe và nó còn mới này luôn thì các bác biết là chiếc xe này nó ok như nào, nó đẹp như nào, nó giữ gìn như nào đúng không ạ? Nhiều con em thấy là bị ố, nhiều con em thấy là bị hỏng, bị nứt vỡ hoặc là kiểu nó rất là cũ rồi. Các bác nhìn xem cái đèn này còn rất là mới, tuy rằng là phơi nắng phơi mưa bên ngoài mà nó còn mới như thế luôn, đúng không ạ? Đẹp chưa? Các bác thấy thế nào? Các bác cảm nhận gì về con xe Sodeto này của em thì các bác mình cùng comment ở phía dưới nhá. Có lớp sơn bên ngoài các bác nhìn xem có thể soi được gương, đúng không ạ? Rất đẹp. Đấy, và lốp nắp của xe là vẫn còn tương đối là dày nhá, chứ không phải mỏng đâu. Tương đối là dày đấy. Đấy, da giống đúc các bác nhìn xem rất là mới đúng không ạ? Đấy, mỗi cái mặt lốp nó chạm đường thì nó hơi bẩn đi thôi, đúng không ạ? Và tiếp tục tiếp theo nhá các bác nhá. Các bác nhìn đi, các bác thấy thế nào, các bác mình có cảm nhận gì thì mình cùng comment ở phía bên dưới cho em coi nhá. Bình luận comment phía bên dưới các bác nhá. Và đây, những vị trí mà cánh cửa nó em sẽ quay cho mình để mình thấy được cái độ đẹp của con xe. Đấy nhá các bác. Đấy, đồ nhựa, đồ da nó còn rất là đẹp luôn. Da này là da zin, nó là da nguyên bản, nó là da cao cấp theo xe các bác nhá. Da theo xe luôn đấy ạ. Ở chỗ này có cửa gió nữa này các bác này. Và đây là phần vách cửa, các bạn nhìn xem vách cửa nó vẫn còn chấm sơn màu trắng cho nhá, trắng này vẫn còn nguyên này này, những con ốc, những con da bu lông này nó vẫn còn chấm sơn màu trắng các bạn này. Đấy, chưa hề bị mất lớp sơn các bạn nhá. Và sàn ở dưới nhá các bạn nhá, sàn ở dưới thì nó là sàn nỉ này. Đấy, sàn nỉ có lót thảm trải sàn ở trên nữa rồi các bạn này. Đấy, khóa cửa đẹp đây, gioăng cửa không rách các bạn nhá. Đấy, xe không có vấn đề gì, xe không lỗi lầm gì. Đấy, mỗi cái em chưa vệ sinh nó hơi bẩn một chút xíu một số vị trí thôi các bạn, chứ còn xe không có vấn đề gì nhá. Tổng thành chiếc xe còn rất là lép luôn, rất là luột luôn. Đấy, mà chiếc xe thì không lỗi lầm gì. Đấy, bán cho mình bên em có cam kết và có cả bảo hành nữa cho mình yên tâm. Một chiếc xe ô tô cũ mà còn được bảo hành thì các bác mình như vậy thì đã có sự yên tâm chưa? Đấy, yên tâm cho em các bác nhá. Các bác mình cứ nhận xe cho em, nếu mà sai bên em lại nhận lại xe cho mình các bác nhá. Nếu mà sai bên em có trách nhiệm nhận lại xe cho mình để mình không phải lăn tăn suy nghĩ gì và có đổi nhá. Nếu bác nào mà không thích, bác mình có thể đổi trả các bác nhá. Đấy, có thể đổi trả bình thường, được chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục các bác xem là cái vị trí đây là cái da vị trí cánh cửa rồi các bác này. Đấy, chưa hề rách luôn. Phần đồ nhựa tắp lên cánh cửa các bác nhìn xem này vẫn còn sáng đẹp như thế này, tươi mới như thế này. Nó thậm chí là cái vấn đề về sức xước đấy ạ. Về sức xước em thấy một số vị trí con ấy, một số con là nó cũng đã sức xước và nó nhìn nó xấu lắm các bạn, nhìn xấu lắm. Nó không đẹp như con này của em đâu. Đấy, đây một trong con xe mà bên em tuyển chọn về. Đấy, tất nhiên thì nó không phải đẹp giống như một số những con xe đời 2018-19, nhưng mà so với đời 2013 thì đây là một chiếc xe em thấy là quá là ok, rất là đẹp rồi, quá đẹp, quá ok rồi đúng không ạ? Đây là cái phần tắp đi, tắp nô xe mà các bác mình đang xem coi nhá. Tắp nô xe đẹp chưa? Đấy, đồ nhựa, đồ da nó đẹp chưa? Đấy, hợp lý không các bác mình thấy thế nào? Các bác cảm nhận gì ạ? Nó là quá đẹp phải không các bác? Ở trong đây đấy ạ, thì chỗ này nó có một cái chỗ thì mình cầm tay này, và đây có cổng điện ra 12V và có cổng AUX, cổng USB cho mình nghe nhạc các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem này, những cái phần vị trí này các bác nhìn xem, khóa cửa xe nó còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, vẫn còn sáng như thế luôn. Ở đây nhá, cái phần mép cánh cửa này ngày mai em sẽ cho vệ sinh sạch sẽ đi để cho nó đẹp lên các bác nhá. Đây là phần mép cửa này. Để cho nó đẹp luôn, nó không bẩn như này các bác nhá. Không bẩn như thế nữa. Được chưa? Để các bác mình về mình cứ thế yên tâm là mình dùng thôi. Kể cả những cái phần mép cửa đi. Cái phần mép cửa này nó có đang có keo nhá, cái keo đây các bác nhá. Đây cái keo này cạo đi hết rồi này. Em cầm cần tay em cạo cũng đã hết rồi các bác này. Đấy. Đấy, keo một số vị trí bẩn thôi. Con này nhân viên thì em vệ sinh là chưa được sạch lắm đây. Một số vị trí là chưa được sạch lắm. Đấy, mới rửa bên ngoài vệ sinh qua qua thôi. Chắc là hôm nay bận rồi. Chắc này hơi vội, chắc này là không vệ sinh được kỹ. Quan trọng nhất là cái chất của xe đúng không ạ? Chứ còn về vấn đề vệ sinh thì cái đấy sự nó đơn giản, bỏ ra tầm khoảng 1 tiếng thôi thì chiếc xe này là nó ok luôn rồi, đúng không ạ? Nhà đấy thì các bác mình đã xem về bên trong nội thất. Bây giờ anh quay cho mình nốt phần bên ngoài đi. Đây các bác nhìn xem này, có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa này đúng không ạ? Các bác nhìn thấy rồi, và có đây kính các bác nhá, kính này kính zin và đã được bọc dán rồi, kính không xước luôn, có xi nhan báo rẽ trên gương và có camera ở đây nữa nhá. Đấy, camera nằm khắp nơi xung quanh xe luôn các bác ạ. Đăng kiểm của xe tháng 6 năm 2024. Được chưa? Đấy, lốp nắp dày cả bộ luôn này, và đây phần đầu xe các bác nhá. Tiếp tục các bác mình xem cho phần đầu xe. Đấy, phần đầu xe các bác nhìn này. Ok chưa? Đấy, em sẽ quay cho mình làm sao đầy đủ nhất, chi tiết nhất. Đấy, gọn gàng nhất để mình xem coi nhá. Đây các bác nhìn này, có đèn nếp được làm ở dưới này, dưới mí này, và có vi cầu được làm bên trong này con này, có rửa đèn pha nhá, và kể cả đèn gầm cũng được trang bị là đèn bi cầu luôn, cũng được trang bị là đèn bi cầu luôn các bác nhá. Đấy, camera đây nó lại con này của em được thiết kế là cam 360 độ luôn. Đây cam này, riêng bộ cam 360 độ này mình các bác nhá,
khi mình đi lắp ấy cũng phải mất lên đến là cả chục triệu các bác nha, chục triệu luôn. Nhưng mà các bác mình mua chiếc này, mình đã tiết kiệm được hẳn một khoản tiền. Mình như về lốp này và bộ cam này các bác nhá. Đấy, tiết kiệm được rất là nhiều thứ luôn. Đấy, tiết kiệm được rất là nhiều thứ luôn. Nhiều người về đi đầu tư bộ cam hành trình mới đấy, bộ cam 360 cũng đã mất tiền chục rồi. Đấy, bộ lốp kia mất 20 triệu rồi, tính ra loanh quanh 30 triệu rồi. Riêng cái mấy cái vấn đề thôi đã tầm khoảng 30 triệu rồi, đúng không ạ? Đấy, vâng, thì một vòng xung quanh em cũng đã quay giới thiệu cho mình xem, biết thông tin về chiếc xe nữa. Thì các bác mình nếu mà quan tâm, mình đang đúng chân mẫu xe này đang có tầm tài chính loanh quanh hơn 300 triệu, thì đây một trong những chiếc xe quá đáng đồng tiền và bát gạo đáng mua cho mình các bác nhá. Liên hệ sớm để có mức giá đẹp bên em bớt thêm cho mình mức giá sau tốt nhất các bác nhá. Đấy, thương lượng hai bên mà, đúng không ạ? Và số điện thoại bên em là số sau, các bác lưu vào nhá, là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Địa chỉ bên em 90/2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Các bác mình không đến được, bên em ship xe tận nhà cho các bác nhá. Bên em có hỗ trợ làm sang tên và bên em có đổi xe các bác nhá. Có thu mua lại, đang cần thu mua lại một số lượng xe lớn các bác nhá. Và rảnh tay các bác nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ cho em phát đi các bác ơi. Và cuối cùng nhá, nếu bác nào muốn xem thêm những chiếc xe khác bên em, muốn tham khảo những con xe khác bên em thì hãy nhấn đăng ký YouTube này, nhấn theo dõi Facebook này, nhấn follow TikTok này để cùng đồng hành và xem thêm video mới của em đăng lên theo hàng ngày hàng tháng các bác nhá. Và video này xin được kết thúc tại đây. Gặp lại các bác mình chương trình lần sau nha các bác ơi.